Chào mừng anh em đã quay lại với kênh của mình ha. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu anh em dàn nội địa Panasonic Model BM500. Dàn này thì dàn đời mới nè, nó thiết kế là có được cổng USB nè. USB mình kết nối đây nha. Đây. USB này mình đang gắn là USB Bluetooth, nó kết nối tới cái máy tính bên đây luôn, mở nhạc trên YouTube nha anh em. Đó. Cái USB này anh em có thể kết nối một cái USB bình thường, nghe nhạc lên dàn MP3 cũng được nha. Khi mà kết nối Bluetooth thì mình điều khiển ở đây được luôn nè. Anh em bấm tạm ngưng là stop qua bài để được luôn nha. Đây tạm ngưng nè. Đó. Rồi resume lại nè. Chắc âm cũng rất là hay ha. Cái dòng này thì size nhỏ gọn vừa để bàn làm việc hoặc là những không gian hẹp ha. Chắc âm cũng rất là chi tiết. Dòng đời mới này thì tiếng nó hay. Rồi thiết kế thì mặt này mặt gương, trên đây là dưới đây là nhôm anh em ha. Bóng loáng cũng rất là đẹp. Chỉnh được bass treble trên máy luôn anh em. Anh em bấm nút bass nè, nên tăng giảm ở đây ha. Đó, trép nè. Rồi chỉ có chế độ tăng cường bass kỹ thuật số nè, đề bass luôn. À, anh em muốn bass nhiều thì nhấn vô on ha, là được ha. Đây nguyên combo nó bảy ring về luôn anh em. À, cặp loa đúng combo đó luôn, và bass bằng carbon bằng cao su ha. Trép thì trép giấy đặc thù của Panasonic rồi. Tổng quan bên ok, còn chuyển bên nó có trầy cho sao những cái góc không ảnh hưởng gì nhiều nha. Thằng bãi thì như vậy là đẹp rồi nè, loa đẹp góc cạnh nè, không có xấu không có bể gì hết nha, đúng model nó luôn. Đó, có những chỗ nó cấn nhẹ trầy những cái này thì anh em có thể dán lại để nguyên không sao hết. Thằng bãi thì như vậy là đẹp rồi nè, hai bên đều đẹp hết nha. Đó, góc cạnh ok hết luôn. Mình sưu tầm nghe nhạc trên máy tính hoặc là đặc biệt nó có thêm một cổng iPod nữa nè. Đây mình phía trên này nè, mình kết nối tới cái iPod này. Đây. Mình kết nối con iPhone 3GS nha. Rồi mình chuyển qua chế độ iPod đây nên thử cho anh em xem ha. Rồi, chế iPod ở đây. Nhấn vô thì nó bắt đầu nó sạc luôn iPod mình luôn ha. Đó. Rồi, kết nối thì anh em bấm nhạc nó hát thôi. Anh em nào mà tính đồ chơi đồ cổ thì cái những dàn có cổng iPod này nghe rất là hay ha. Chất âm nó đi đường cổng line này cực kỳ hay hơn cái cổng 3.5 bình thường anh em. Vội chôn cuộc tình gầy, chết đi bao lời nói. Dừng nào có xa mưa, tình nào có nguy thơ. Sao chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần. Xin cho được một lần gọi tên người thì thầm. Có qua được ngày tháng trả lại thoáng mây bay. Cái USB này nó hơi to, nó hơi cứng cái này. Còn em mà mua cái USB ngắn á, USB Bluetooth mà loại nhỏ nó gọn, cái này thì gắn vô nó đẹp, vừa khít luôn nha anh em. Gọi tên người thì thầm. Có qua em chuyển qua chế độ USB lại nè, nó có đều là external in hoặc là USB ha. Rồi mình chuyển USB nó đọc dữ liệu nè. Rồi bên iPod nó ngắt đi ha. Rồi khi đọc thì nó bấm nút play nó hát thôi nha nè. Rồi nhận bài ha. Cho nó hát luôn. Điều khiển full trên đây luôn, anh em bấm nút qua bài là được hết nha. Này mà nghe nhạc chữa cháy, anh em copy cái nhạc trên MP3 xong đẩy vô USB thì nghe cả ngày luôn, rất là tiện anh em ha. Còn đây là muốn nghe nhạc trên máy tính hoặc là điện thoại thì cứ dùng USB Bluetooth cắm vô ha, rất là tiện lợi. Chỉnh bass chép không vâng, trong vàng rất là hay. Vàng này mình bán hiện tại giá 1.2 triệu thôi nè, giá rẻ đây anh em sử dụng ha. Rồi anh em nào quan tâm thì liên hệ mình hotline 0965073033 ha. Mình có kênh âm thanh công nghệ trên YouTube, anh em tham khảo thêm ha. Cảm ơn anh em quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại.